Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì có nhiều anh em hỏi mình là Sirius FE. Đó, Sirius FE thì em có tầm 3 triệu thì em làm được 54 đồ 55 nào không? Thì hôm nay mình sẽ trả lời thắc mắc cho anh em là Sirius FE là có 3 triệu là làm được hay không ha. Thì 3 triệu anh em vẫn làm được, nhưng với cấu hình là chỉ là làm máy thôi. Đó, ví dụ như là anh em á, là như chiếc Sirius FE này nè, các bạn thấy vậy chứ không phải vậy nha. Thì chiếc Sirius FE này á, thì các bạn thấy nhiều clip ở trên cái trang YouTube của mình rồi. Nhưng mà tiền rất là cao, tại vì chủ xe là đồ thứ dữ không đó. Đó, nói chung là khi mà anh em độ mà đúng bài á, đúng bài của 54, 55 á, và của FE á, thì trước tiên là sao? Là anh em á, là cái dàn đầu, là anh em phải khóa chảo lên xúc bắp lớn ha. Để mình nói cấu hình xong rồi mình hãy nói giá tiền cho các anh em nghe để anh em tham khảo ha. Là anh em á, là phá chảo nè, lên hai cây xúc bắp lớn đó, rồi xong là lên cây cam cao đó, xong á là anh em á, là làm sấy lên là ví dụ như 54 55 đó, tùy bạc bê tông tốt. Cây cam cũng có giá trị của nó nghe, ví dụ như là cây cam là 100-200 ngàn, 100-200 ngàn không có đâu đó, 400-500 ngàn, 800-900 ngàn đó. Vậy cây cam này gần cả triệu bạc nè, cây cam là các bạn đang thấy chiếc xe đây là làm gần cả triệu cái bạc cây cam không đó nha. Đó các bạn là thấy là cái dàn máy á là nhiêu rồi, cái dàn máy này coi 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, là cái chiếc xe này làm cái dàn đầu không là gần 3 triệu bạc nha các bạn. Đó các bạn tính sơ thôi, đó là đồ tốt nha. Đó cây cam ta không gần cả triệu bạc rồi. Đó cái sức bắp này kia, lò xo đầu này kia, ôi tùm lum tà la chân nó, ví dụ như vậy đó. Bích bạc bê tông tốt cho các bạn mà xài cái phân khúc xe này, không lẽ các bạn xài bạc bê tông mấy trăm ngàn trái đúng không? Đó, trái bê tông là phải mắc tiền này kia, rồi phá chảo sức bắp lớn là ok như vậy phải không? Rồi nếu mà danh viên nha, 54 danh viên hoặc 55 danh viên giống xe này á, thì cái dàn đầu nãy giờ mình nói phải không? Thì các bạn phải làm luôn cái nồi. Cái nồi phân khúc á, tùy theo bố. Đó, bố các bạn xài bố bao nhiêu vậy đó, nói chung là hàng tiền nào của nấy. Đó, giống như chiếc xe này là xài đồ cao cấp không nè. Nói chung là vậy. Nồi á thì ví dụ như lên con tay gì á thì nó rất là cao. Đó, nồi hiện tại là các bạn bữa hổm thấy là nồi Uma rồi lóc côn này mua riêng thì chi phí nó tầm là khoảng 3 triệu mấy không? Lóc côn 1,5 triệu rồi. Đó, cái lóc côn 1,5 triệu. Cái 1,5 triệu nữa chưa tính lá sắt. Cái nồi Uma nó là 1,5 triệu mấy nữa. Đó là chưa tính tiền canh bố này kia, canh bố thì tùy theo bố các bạn xài như thế nào thôi. Và quan trọng nhất là cái nồi là thợ, người ta là người thợ nào canh vô hay là không vô thôi. Đó, người ta canh vô hay không vô là người ta ăn tiền về vấn đề đó. Còn cái bố này kia thì các bạn xài bố thì mình không biết, nhưng mà người ta ăn tiền theo cái tay nghề của người ta. Đó, phải chấp nhận thôi, tại vì người ta học nghề từ lâu mà để mà người ta làm được cho các bạn, người ta ăn tiền mắc rẻ là cái chuyện bình thường, không thể nói được. Là xong cái dàn máy là các bạn thấy là đầu nồng dưới nồi là các bạn thấy bao nhiêu rồi, gần cái chục chai rồi đúng không? Hồi nãy coi như là ở kia 3 triệu mấy, thằng này khoảng 3 triệu mấy nữa là 6 triệu mấy rồi đó. Rồi xong các bạn phải đi thêm là cây bô riêng nha, cái đó là mình tính cho các bạn dàn máy riêng nha. Rồi cây bô là các bạn đi có thể mà cây bô giống như cây bô này, cây bô này nhiêu? 6,5 triệu. Cây bô này là 6,5 triệu nè, tính luôn co bọng này kia ha. Đó là các bạn tính thấy nhiêu rồi, là ra chi phí là khoảng 10 mấy triệu. Rồi xong đó, nếu mà xăng cơ thì các bạn làm không bao nhiêu, nếu Sirius xăng cơ này kia thì các bạn làm á là không có nhiêu tiền hết trơn á, 2-3 triệu thôi. Nhưng mà những cái dòng FE khi mà các bạn làm máy như thế này, các bạn phải nâng cấp lên cục cu. Ủa, cục ESO, không phải cục cu. Cục ESO là IC đánh lửa đó, là các bạn phải nâng cấp lên để cho nó mở dòng tua. Mà các bạn nâng cấp lên cục ESO bây giờ nó có giá trị á, là từ 2,5 triệu cho lên đúng không? 2,5 triệu cho lên 4,5 triệu. Đó, cục cu á là từ 2,5 triệu cho lên 4,5 triệu tùy loại. Các bạn muốn xài cái gì đó thì nói chung là tùy theo giá tiền của các bạn. Đó, rồi xong. Rồi nếu mà các bạn lên ESU rồi, các bạn sẽ lên cái họng xăng cao hơn. Có thể các bạn lấy họng xăng gin đi vớt lại cũng được. Nhưng mà quan trọng là bộ kim phun là các bạn phải nâng cấp lên. Đó, cho nó lỗ nhiều hay lỗ lớn gì đó không cần biết. Rồi các bạn phải nâng cấp lên, ví dụ như là chiếc xe này lên lên cục ECU cục cu mở tua. Mở tua là lên luôn á, là họng xăng 150 và bộ kim phun là của 150. Thì bộ kim phun có 150 thì hiện tại trong hãng á, là cháu mình mới mua gắn chiếc 150 của nó là khoảng 1,7 triệu mấy. Là chỉ là cái bộ kim phun không nha.
kim phun không nghe, nói chung là cây kim phun thôi đó, nhỏ nhỏ xíu, nói chung là họ người ta nghe người ta sẽ biết cái bộ kim phun nó ra làm sao, có chút xíu vậy thôi, nhưng mà là 1,7 triệu, là hiện tại trong hãng những cái head Yamaha tại Cần Thơ nha, còn chỗ các bạn bán làm sao thì không biết, thì lên như vậy các bạn có tiền thì các bạn xài đồ hãng thì nó ok, còn nếu mà các bạn tiền yếu thì các bạn có thể mua những cái kim phun ở ngoài đó rẻ tiền hơn, nhưng mà có thể là xài nó không có chất lượng bằng ở trong hãng, tùy theo các bạn xài thôi đó. Ví dụ như các bạn có tiền nhiều nữa thì các bạn không cần xài cái của hãng mà các bạn sẽ xài cái của hàng nhập, ví dụ như vậy đó. Hàng nhập bây giờ đồ mắc tiền cũng nhóc đúng không, thì các bạn lên kim phun họng xăng đó rồi ESU đó là nãy giờ là cũng bộn tiền rồi đúng không, bộn tiền rồi đó. Nãy giờ cái kia hình như là 10 mấy triệu, cái phần máy tiền bô dưới không là khoảng 10 mấy triệu, là đồ cao cấp nha. Rồi nãy giờ mình tính nè, mình tính là ESU là từ 2 triệu mấy, tính 3 triệu đi cho nó chuẩn, 2 triệu mấy đến 4 triệu nhưng mình tính là 3 triệu đi cho nó chuẩn, 3 triệu rồi họng xăng, họng xăng thì có thể là từ 7 đến 1 triệu bạc, mình tính 500 ngàn đi, lỡ đi bù qua đắp lại, tại cái kia là 3 triệu, là 3 triệu rưỡi, bộ kim phun là cho 1 triệu rưỡi nó đi, ví dụ như vậy là 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5 triệu, đó là 5 triệu bạc. Rồi cái hồi nãy 10 mấy triệu là các bạn thấy gần 20 củ rồi thấy không, sơ thôi đó, chỉ sơ thôi 20 củ, còn các bạn xài đồ rẻ này kia thì mình không biết. Hiện tại là mình đang nói giá cho các bạn là cái giá này đó, là cái giá theo cái phong cách là cao cấp theo của chiếc xe này đó. Chiếc xe các bạn đang thấy là cái giờ ví dụ như vàng 55 giữa bô bọng ECU, nãy giờ là cam xăng nồi sổ trái này kia nãy giờ đó, thêm con cu đi cu là mở tour này kia, là trọng bộ nó là khoảng gần 20 triệu đó, là nguyên cái dàn máy của CUSFI này ha. Là những cái dòng FI khác thì nó cũng tương tự như vậy nha đó, tùy theo các bạn muốn xài đồ thôi, các bạn muốn rẻ nữa thì rẻ nữa, nhưng mà tầm 3 triệu thì mình khuyên các bạn là không nên làm, mình đừng có đụng tới, đừng có đụng tới FI làm chi, nói hẳn luôn đó. Tại vì các bạn biết sao, nếu mà mình lên 54 55 mà ESU này kia các bạn không chịu mở tua này kia, rồi không mở tua kim phun, rồi không đi vớt họng ga, hoặc là các bạn có tiền các bạn không mua họng ga khác, cái họng xăng chứ, họng xăng thì làm sao mà ok được đúng không, lên thì phải lên hết cho nó điều hòa. Còn cái tầm 2-3 triệu á thì các bạn làm bài nhẹ nâng cấp cho nó, nói chung là mở không hết tua nghe, nhưng mà xe vẫn mạnh, vẫn mạnh để đi chở đồ á thì được đó, nhưng mà nói chung là xe chạy nó không có ngon, nói thẳng vậy luôn đó, là xe chạy là nó không có ok hơn bằng các bạn mà lên hết đúng không. Thì nói chung là tầm 3 triệu là xăng cơ là ok, xăng cơ làm được, còn cái những cái dòng FI là phải nâng cấp đầy đủ đó. Thì lên nói cho các bạn nghe vậy để các bạn hỏi mình 3 triệu làm đủ hay không đó. Thì nói cho các bạn để dễ hiểu, 3 triệu thì các bạn làm sơ sơ chơi thì được, làm chơi nâng cấp lên cho nó mạnh tí được, chứ các bạn mở không có hết tua đi không có ngon. Làm được chạy không được. Đúng rồi đó, nói chung nghe chủ xe nói không, làm được chạy không được, cái đó là ok đúng không. Nói chung là những cái dòng FI này anh em muốn làm á, làm mà chạy chạy tới như chiếc xe này á thì giá tiền rất là cao đó. Đúng rồi, lên mà 53 54 mà của FI mà các bạn không lên họng xăng, không mở tua ESU làm sao chạy ngon được đúng không đó. Bởi vậy tiền ít thì các bạn, mình khuyên các bạn là đừng lên làm, để không thôi là mất một số tiền mà xe chạy không ngon cũng vô đó. Nếu mà mất một số tiền vậy sao sau này các bạn cứ xe không ngon, bây giờ phải kiếm tiền làm nữa, làm đó, thì nó lên rất là số tiền rất là cao. Đó. Còn lên 54 mà chạy dưới 80 mà nó xăng đâu chạy. Lên 54 thì chạy SEA Games chạy 100 mấy, lên lên 54 55 chạy 80. Đó đương nhiên rồi, tại vì cái này là cái phân khúc mà nó xài ECU để bộ điều khiển thì nó khác. Đó. Còn các bạn 3 triệu thì các bạn có thể lôi cái chiếc xe xăng cơ ra các bạn xài thì ok, làm thì ok. Đó, 3 triệu là từ nó chưa chung là chơi ok đó, chơi được rồi đó. Đó xăng cơ nha. Còn cái phần FI á là các bạn làm rất là mắc tiền. Không lẽ các bạn lôi một chiếc CUS FI gì ra các bạn xài đồ rẻ không? Đúng không? Xài đồ rẻ thứ nhất là vài bữa, ví dụ như xài cục cu rẻ đi vài bữa nó chết. Đó, cái không lẽ xài hoài đúng không? Chết một lần rồi các bạn mua một lần nữa thì nó bằng mẻ giá tiền một cục tốt rồi, đúng không? Đó, bởi vậy những cái dòng này á các bạn nâng cấp lên á thì các bạn nên suy nghĩ kỹ. Đó, nếu mà có 5 triệu phải không? Để đó đi, hoặc là gửi ai đi, đừng bỏ trong túi xài hết á mấy má.
Đó, rồi xong rồi bắt đầu khi mà gom đủ trọn bộ này kia khoảng 10 triệu, mười mấy triệu thì các bạn có thể đập được. Có thể đập được chiếc xe mà hàng trung bình xài. Hàng cũng tốt, không phải là trung bình xài, nhưng mà tùy theo túi tiền của bạn và tùy theo đồ các bạn xài là như thế nào. Chứ mình không có nói là lên 54, 55 mà mười mấy 20 triệu quá mắc. Đó đúng không? Tùy theo đồ các bạn xài thôi. Nó như chiếc xe này người ta xài đồ cao cấp không á, thì cái giá tiền nó cao như vậy. Đó. Nói chung là chiếc xe này mình có quay nhiều lần cho các bạn xem thì đồ nó rất là mắc tiền, từ chi tiết luôn đó nha. Bây giờ mình không cần review lại nữa. Đó, chỉ có xe này là mới gắn thêm cái cụm này nè. Cụm này cụm LED quá. Cụm LED nha các bạn. Cụm LED là sách tay Taiwan, nhưng mà ban đêm á, mở lên là mới thấy đèn. Còn hiện tại mình đang quay ban ngày là nó không thấy. Giảm tối lại. Để mình giảm tối lại cho các bạn xem ha. Giảm tối cũng không được, tại mình đen ở trước. Mở lại nè. Đó, để mở lên cho các bạn xem cụm LED ha. Nè, cháy này thấy không? Màu xanh nè, thấy không? Đó, mình đã giảm tối cho các bạn xem rồi đó. Đó, thấy không? Cháy đèn những cái viền này, cháy đèn hết thì ban đêm giờ nhìn rất là đẹp. Đó. Còn ban ngày á thì các bạn nhìn không có đẹp đâu. Cầm LED. Những cái lằn chỉ màu xanh đó là cái đèn đang cháy nha, bây giờ mình sẽ tắt. Đó, thấy không? Đó là chủ xe là đầu tư thêm cái cầm LED này nữa ha. Đó, ok. Hàng sách tay Taiwan. Đó, thì chiếc xe này làm đồ mắc tiền lắm. Thì chiếc xe này các bạn đã thấy nhiều lần ở trên kênh YouTube của mình 2-3 clip rồi. Thì tại nhiều có nhiều bạn hỏi quá thì hôm nay mình sẽ lên quay clip cho các bạn xem để tham khảo giá FI như thế nào. Đó, nói chung là tiền yếu yếu á, thì các bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm, để không thôi là tiền mất tật mang ha. Các bạn mà đem lại 2-3 triệu kêu mình 5 triệu cũng vậy, nó kêu mình lên mình cũng không dám lên đâu. Tại vì cái dòng FI này các bạn phải nâng cấp là phải theo đồ của nó mới được. Theo đồ là sao? Ví dụ là làm máy là phải lên kim phun, lên họng xăng, lên ECU để mở tua. Còn các bạn mà không lên á, là xăng không có đủ. Đó, giống như chủ xe mới nói hồi nãy á, là xe đang chạy 100 lẻ, các bạn làm 54, 55 chạy được 80. Đó đúng không? Tại vì không đủ xăng để cung cấp người ta chạy. Nếu mà các bạn chạy gán thì sao? Cháy sức bốc. Đó, gán nữa là sao? Lúp bê. Tại vì máy nóng quá, xăng không cung cấp không đủ á, thì nó sẽ gây tình trạng là nóng máy. Đó, tình trạng đó là có rồi nha các bạn. Còn cái là có rồi. Tay thợ mót vậy máy dắt đi đúng rồi. Với máy phun. Giống như hôm bữa mình làm một chiếc xe cho một bạn ở ngoài Đắk Lắk. Đó, ngoài Đắk Lắk nha. Là chiếc xe đó là cũng GSX thôi, xe Nhật nha, GSX. Nhưng mà bạn ấy gắn 110 mà các bạn ấy là gắn bình xăng nhỏ quá, không đủ xăng chạy. Chạy nói chung là kéo khoảng 4-5 chục là bắt đầu là nó không cung cấp xăng đủ, là nó sẽ gì ta, nó bị hộp. Cái phần thứ hai sau đó là nó sẽ bị nóng máy. Trời ơi, mình chạy có một khúc Melio mà nó nóng gần cả giò mình luôn á. Nhưng mà tại vì chủ xe lúc đó là yếu tiền. Đó, cái phần thứ hai á, nhà xa quá, ở nhà có bình xăng 110. Đó, nên là bữa đó là mình đã tháo cái lọc gió ra, tháo cái lọc gió ra điều xe. Điều xe luôn nha, ngọt chạy. Nhưng đỏ thôi, cho bạn ấy là chạy về tới nhà là chạy từ từ thôi, là để gắn cái bình xăng kia vô. Đó, tại vì những cái dòng xe đó bình xăng cũng mắc tiền chứ không phải rẻ nha các bạn. Đó, tại vì bình xăng cũ của bạn ấy bị hư rồi, nên là có cái bình xăng châm đó bạn ấy gắn vô. Mình nói chung là mình canh cho bạn ấy là mình tầm lum tà la hết trơn luôn á, mà nó vẫn là không được. Thiếu xăng rất là nhiều nên tháo lọc gió ra chạy được. Nhưng mà cái tình trạng tháo lọc gió ra để cho nó hút xăng vô nhiều một tí á, nhưng mà không có ngon nha. Nói chung là vậy, để cho chạy về tới nhà thôi. Khi mà thiếu xăng rồi á, cái máy mình rất là nóng, các bạn chạy đường xa cơ hội là lúp bê rất là cao, tại vì nó nóng máy nó chịu nhiệt không được. Đó, cháy sức bắp là điều đương nhiên, là lần đầu tiên là phải cháy sức bắp trước. Đó, tình trạng như vậy nóng máy quá trời sao chịu nổi. Nó làm vậy là mau cái nồi của các bạn là mau tuột này kia, nói chung là vậy, sức bắp với cái nồi là mau xuống cấp trước, sau đó là sẽ bị lúp bê. Rồi thì nói chung là cái phần đó này mình nói thêm thôi. Còn cái phần về việc mà các bạn hỏi bữa hổm là CUS FI này lên bao nhiêu tiền có 3 triệu lên đủ hay không, thì mình nãy giờ mình đã ghi cờ view và mình cho ý kiến góp ý cho các bạn như thế. Thì các bạn nào thì có tiền tới đâu thì mình làm tới đó, nhưng mà yếu yếu tiền thì các bạn nên suy nghĩ lại. 3 triệu thì làm xăng cơ có thể đủ đó. Còn cái xe FI thì nó khác ha. Rồi, quay clip này để trả lời câu hỏi cho các bạn đã bình luận cái phần video trước ha. Rồi, tạm biệt các bạn nha.